Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Kiệt Gia Bơ Lắc. Hôm nay Kiệt Gia Bơ Lắc sẽ làm cho anh em một bản Gia Bơ Lắc nha. Trước khi tải fan anh em hãy cho mình xin một like sub comment nhé. Ở phiên bản này chỉ là chế độ nhanh vậy thôi hết.